Và với đêm giao lưu văn nghệ hôm nay, câu lạc bộ dân vũ thôn Đồng Cống sẽ trở lại với điệu nhảy đang khoác trên nền nhạc của bài La Sasa. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Và tiết mục của câu lạc bộ thôn Đồng Cống là tiết mục tập thể của các cầu thủ nhân dân tham gia chương trình đêm nay.